Lê, một streamer nổi tiếng của ITP Club. Mời các bạn đón xem củ cát đâu rồi. Đấy, đánh trước cát, trước bóng. Một bóng. Cát thanh lanh. Đẹp nhất bị bộ, không có kẻ. Kẻ là phạt đó, đừng có đụng gậy vô cái cát. Đánh trúng cát rất bóng từ lên. Rồi. Hay. Cát lên thôi. Chứ mà mình bóng xuống dưới. Cát một. Một lần nữa sẽ lên. Mở mặt gậy ra. Hai. Cho nó thẳng lại kìa. Không được. Không được. Ba. Tiếp coi được bao nhiêu cái lên ơi. Ba. Không sao. Sao để đi, cứ đánh đi. Rồi. Hay. Quá đẹp. Lên rồi. Thế là lên rồi. Quan trọng nhất là đánh lên khỏi cát ạ.